Thưa quý vị, là nước sản xuất hoa quả lớn thứ tư trên thế giới, những nhà trồng chuối tại Colombia đang bắt đầu thúc đẩy việc sản xuất và mở rộng thị trường toàn cầu, đặc biệt ra khu vực châu Âu, nhằm đưa ngành xuất khẩu chuối của nước này thoát khỏi tình trạng bất ổn trong thời gian trước. Trong năm ngoái, lĩnh vực xuất khẩu chuối của Colombia đã đạt sản lượng 93,4 triệu tấn tính theo thùng 20 kg, giảm 0,78% so với năm 2015 và thu về 811,6 triệu đô la Mỹ. Theo Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu chuối Colombia, sản lượng chuối tăng đều cùng với tỷ giá hoán đổi ở mức cạnh tranh cao đang thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất chuối của Colombia mở rộng thị trường quốc tế. Trước đó, lĩnh vực sản xuất chuối của nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề do xung đột giữa ba lực lượng đối lập tại Colombia, tàn sát hơn 220.000 người. Các nhóm nhân quyền đã buộc tội những người trồng chuối rằng họ đã sử dụng các nhóm bán quân sự để ám sát các lãnh đạo liên hiệp. Điều này đã tạo ra một hình ảnh xấu cho lĩnh vực xuất khẩu chuối của Colombia và họ gặp khó khăn trong việc xuất khẩu chuối ra nước ngoài. Hiện tại, chính phủ Colombia đã ký hiệp định hòa bình với quân phiến loạn và lực lượng quân đội cách mạng, và an ninh cũng được siết chặt hơn tại đây. Điều này hy vọng sẽ thay đổi hình ảnh cho lĩnh vực xuất khẩu chuối tại Colombia trong thời gian tới.